Hy vọng lần thứ hai anh lên đây thì anh sẽ đón được một chị nào xinh đẹp đi về. Rồi bây giờ anh về Tiền Giang ha. Rồi chào anh. Rồi. Trời ơi, đẹp trai phong độ. Đó, đẹp trai phong độ không? Rồi anh về mạnh giỏi nhá. Rồi lên xe. Bên Huy Hùng có bán nước cốt nhàu ở nhà tự làm, ủ 6 tháng thì nó mới được như cái hình bên cái chai này. Chị nhức mỏi này, đau nhức này, các vấn đề về xương khớp, huyết áp cao. Quý vị và các bạn ủng hộ Huy Hùng, mua hàng thì hãy gọi điện số điện thoại trên màn hình này. Huy Hùng sẽ giao hàng tận nơi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn quay trở lại chương trình ngày hôm nay. Hôm nay có một anh trai cũng từ một tỉnh rất xa ở dưới miền Tây lên đây nhờ anh em kết nối tìm kiếm một nửa yêu thương. Thì liệu ngày hôm nay anh có tìm được một người phụ nữ nào phù hợp với mình hay không? Thì xin mời mọi người cùng đón xem sau ít phút. Trước khi vào câu chuyện này cũng xin nhắn gửi đến toàn thể quý vị, nếu ai gặp khó khăn trong cuộc sống, nếu ai gặp chuyện bất bình trong xã hội, nếu ai muốn tìm kiếm vợ chồng bỏ đi, tìm kiếm con bỏ đi, thì hãy liên hệ với anh em qua số điện thoại trên màn hình. Anh em sẽ giúp đỡ toàn thể mọi người một cách nhiệt tình và miễn phí. Bây giờ xin mời mọi người lắng nghe chi tiết câu chuyện ngày hôm nay. Rồi thay mặt anh em, xin chào anh nhé. Dạ, xin chào. Rồi trước hết anh giới thiệu cho mọi người biết là anh tên gì và mình bao nhiêu tuổi rồi, đến từ đâu? Tôi tên Cẩm, tôi đến từ Tiền Giang. Rồi, tình trạng hôn nhân gia đình mình sao anh ha? Mình với bà xã do không có đồng quan điểm, cho nên là mình làm đơn xin ly hôn đơn phương. Anh bao nhiêu tuổi rồi? Nay 59 tuổi anh. 59 tuổi rồi, nhìn cũng khá trẻ ha. Dạ. Nhìn trẻ quá trời, anh tên là anh Cẩm đúng không? Dạ. Anh Cẩm 59 tuổi mà nhìn rất còn phong độ đẹp trai á. Quá đẹp trai. Anh đến từ Tiền Giang đi từ mấy giờ? Đi 12 giờ 15 phút. 12 giờ dưới nhà đi hả? 12 giờ 15 phút là lên xe. Rồi. Thế anh làm công việc gì? Lúc trước mình đi dạy anh. Sau đó mình xin nghỉ hưu sớm. Thì nghỉ hưu thấy buồn quá rồi giờ mình xin làm công ty chế biến thực phẩm giảng đích. Mình dạy cấp mấy? Anh dạy cấp 2 nè. Anh dạy môn gì? Dạy môn sinh với môn hóa. Sinh hóa. Vậy là bây giờ mình nghỉ hưu non. Dạ. Vậy là bây giờ mình cũng có lương hưu ha? Dạ có. Lương hưu cũng đủ sống ha? Dạ. Vậy anh còn công việc hiện tại là bây giờ mình làm gì? Mình làm bên khâu vệ sinh công nghiệp của công ty. Mình làm cho công ty anh hả? Dạ. Đúng rồi. Ở dưới mình còn ruộng vườn đất đai rồi, mình có trồng cây ăn trái gì không anh? Có trồng mít anh. Wow. Mít giờ thu nhập chưa? Đã thu nhập 2 năm rồi. Mít giờ năm nay có giá không anh? Có giá anh. Quá đã ha. Dạ, mít thái. Trời, cái đó có giá hay không do mình cho trái nó nghịch mùa anh. Cho trái nghịch mùa thì nó có giá, còn nếu mà thuận mùa thì... Mà anh làm luôn hay là mình thuê công làm vườn á? Mình để cho đứa cháu làm. Rồi sau khi thu nhập rồi thì chia hai, phân thuốc cũng chia hai. Qua wow, wow đã ha. Thế mình được bao nhiêu xào anh ha, bao nhiêu công ha? Được 5 công tư. Rồi ơi ngon. Thu nhập hàng tháng rồi. Mình đó mình tính năm chứ ha? Dạ. Năm hai mùa. Dạ, năm hai mùa. Hoài mít thì còn trồng cây gì không anh ha? Dạ, mít đặc sản luôn. Rồi quá đã ha. Làm vừa có lương hưu nè, rồi có đi làm thêm ở hoài nè. Rồi có thu nhập vườn trái cây rồi nữa, quá tuyệt rồi. Nhà mình ở chỗ đó luôn này. Nhà sau khi ly hôn á thì mình có chia cho bà xã mình ba công. Ba công. Dạ. Bây giờ nhà anh ở đâu? Ở xã Kim Sơn. Rồi, nhưng mà ý là có nhà nó luôn đúng không? Dạ, nhà cửa. Nhà khác. Bây giờ hiện tại nhà mình đang ở đâu? Dạ, ở xã Kim Sơn, còn cái vườn mình là vườn ở xã Phú Phong. Nghĩa là mình chia cho vợ ba công rồi mình vẫn còn 5 công nữa. Dạ, mình 5 công tư, chia vợ ba công thì mình còn 2 công tư. Vẫn còn rộng. Mình được mấy người con? Được 2 người con. Lập gia đình hết chưa anh? Lớn hết chưa? Dạ, đứa lớn thì năm nay ra trường, còn đứa nhỏ thì năm nay vào đại học. Khỏe hả?
Mình biết coi ở bên anh hay bên vợ, bên vợ? À, theo vợ. Tại vì mình chia cho bà xã mình ba công thì với cái nhà thì bà xã mình có trách nhiệm nuôi hai đứa con. Thế mình chia tay bà xã lâu chưa? Nay hơn năm rồi. À, mới hơn năm ha. Thế anh lên đây anh muốn tìm kiếm một nửa yêu thương của mình thì cái trước hết là về cái ngoại hình như thế nào và tính cách ra sao? Về ngoại hình thì trung bình được anh. Rồi về tính cách thì dịu dàng thì mình thích. Rồi có cần độ tuổi bao nhiêu không anh? Tại vì mình không quan trọng lớn nhỏ, nhưng mình quan trọng sao nó hợp tuổi chứ. Tại vì mình có thời gian kiểm nghiệm gần nửa đời người anh, cho nên mình tin điều đó. Rồi, sáu mấy bảy chục cũng được anh ha. Là bao nhiêu cũng được, nhưng mà hợp tuổi. Miễn sao hợp tuổi được rồi. Hợp tuổi. Thì... anh chia sẻ về bản thân mình tí xíu nè. Mình có tính tình sao, nóng tính gì không anh? Mình thì nguội tánh anh. Nguội tánh mà, không có nóng tánh. Cho nên cũng ước mong là kiếm người được, người bạn đời mình cũng dịu dàng, cũng không nóng tánh á. Nên anh mình nhậu hút thuốc rồi nhiều không anh? À, lúc trước mình có nhậu, nhậu rồi cũng có lần chạy xe rồi mình ngủ quên trên xe, anh té gãy xương sườn, rồi từ đó sau mình bỏ luôn, không nhậu nữa. Nhẹ quá tuyệt rồi. Chạy ô tô, xe máy? Là xe Honda anh. À, xe Honda. Rồi mình chạy rồi mình ngủ luôn xe rồi mình té xuống, rồi người ta giúp mình rồi tới chừng mình mở mắt ra mình. Rồi. Bây giờ xin này sợ quá đi xe ô tô lên đây hả? Lên đây thuê tài xế đi luôn hả? Dạ. Thuê nguyên chiếc xe đi luôn. Dạ. Thế thì anh cũng chia sẻ một chút xíu về cái ưu điểm và cái khuyết điểm của anh. Cái đó mình chưa chuẩn bị chứ giờ. Đâu, cái ưu điểm khuyết điểm thì nó là thực tế hàng ngày của mình mà, đâu có gì đâu phải chuẩn bị. Dạ. Ưu điểm mạnh xấu rồi. Thầy giáo thì chắc chắn là ưu điểm là gọn gàng rồi đó, ngăn nắp rồi đó. Thấy cái ông trời ông phú cho mình một cái tài sản vô giá là sức khỏe. Thì mình thích chăm sóc sức khỏe, cho nên sáng nào mình cũng chạy bộ 5-6 cây. Quá tuyệt. Rồi nhờ đó mà khi mình lao động thì nó có độ bền. Nó có độ bền. Rồi chạy bộ 5-6 cây. Yeah. Rồi còn cái điểm xấu gì, mình có cái điểm xấu nào không? Cái khuyết điểm nào đó? Thế mình có gia trưởng không? Gia trưởng gì không? Mà khó khăn trong gia đình không? Không có. Khó tính không? Hay cần nhận vợ con không? Thế thì bây giờ mình cũng hỏi về cái quá khứ và cái riêng tư một chút xíu. Yeah. Thì hồi trước là tại lý do tại sao mà hôn nhân của mình lại đổ vỡ? Tại vì cái quan điểm sống mình không có đồng nhất anh, chứ hai vợ chồng không có gây gỗ, mà cũng không có vụ mà trai gái gì hết. Nhưng mà quan điểm sống mình thấy không phù hợp, cho nên mình chịu đựng một thời gian rồi mình quyết định ly hôn để mình làm những cái việc mà theo chí hướng của mình. Tính như ngày xưa là anh đi dạy được bao nhiêu năm rồi? Được 3-4 năm anh. 3-4 năm luôn. Dạ. Thời gian khá dài. Dạ. Bên Huy Hùng có bán mật ong rừng nguyên chất được khai thác từ trong rừng ra, giống như cái chai bên cái hình này, đảm bảo nguyên chất, chất lượng, an toàn, rất là tốt cho sức khỏe. Quý vị và các bạn mua hàng, hãy mở hàng ra kiểm tra, đúng đảm bảo chất lượng hàng thật thì mới thanh toán. Quý vị và các bạn ủng hộ Huy Hùng, hãy mua hàng thì liên hệ số điện thoại ở trên màn hình. Huy Hùng sẽ giao hàng miễn phí toàn quốc. Bây giờ mình làm công việc hiện tại nó có ổn không? Ổn anh. Thu nhập tụi mình đỡ không anh? Thu nhập thì mỗi tháng thu nhập được khoảng từ 5 triệu mấy đến 7 triệu mấy tùy theo có tăng ca hay không. Dạ. Nhưng mà khoảng chừng 5 triệu mấy thì ổn. 5 triệu mấy nếu mà tính nhà mà anh đi dạy là nó thấp hơn lương của anh đi dạy. Không, nếu mà tính mình nghĩ vậy là cái tổng thu nhập mình cao hơn đi dạy.
Tại vì mình lương hưu của mình 7 triệu mấy rồi. Đi dạy mình có 11 triệu mấy à. Với hơn nữa cái công việc hiện tại mình hài lòng hơn đi dạy. Thoải mái hơn đúng không? Dạ. Tại vì cái nhất mình lao động chân tay mình không có ngán, còn đi dạy ví dụ mình thấy một sách bài tuy nó nhẹ nhưng mình ngán dữ lắm. Còn mình đi dạy mình đi làm thì hoạt động được chân tay, mình lên mình làm rồi bắt đầu nó hăng lên. Cũng giống như mà chiến sĩ ra trận mà bắn ngoài viên cái hăng lên. Nhờ vậy cho nên là mình thấy mình hài lòng hơn so với mình đi dạy. Nói chung là cả lương hưu với lại cả lương đi làm thực tế thì tháng cũng mười mấy triệu. Nó thu nhập cao hơn đi dạy. Cũng khỏe. Yeah. Nhưng mà anh cống hiến ba mươi mấy năm trong ngành giáo dục là cũng khá là nhiều rồi. Chứ mình về nhà mình ngủ một giấc tới sáng anh. Còn hồi đó mình đi dạy về mình phải suy nghĩ, giờ đứa học trò nó nghịch ngợm, giờ mình phải xử lý làm sao. Nhiều khi mình bỏ việc rồi, mình đã về nhà rồi nhưng mình phải suy nghĩ cái chuyện trong trường, nó rất là vất vả. Thế thì hôm nay lên đây anh có nghĩ là các học trò của mình sẽ xem và biết thầy lên đây không? Chắc là phải biết rồi. Rồi trong trường thì cũng có nhiều cô mà sao mình không chọn được cô nào ạ? Trong trường thì đa số lập gia đình hết á. Không có giáo viên trẻ ha. Dạ. Mà trẻ thì cũng đâu phù hợp với mình. Dạ. Thế bây giờ ví dụ mà anh nói là cái độ tuổi mà khoảng 60-70 cũng được. Miễn sao mà cái nhất á, nói chung mình nói kén thì nó cũng phải. Cái nhất á, là mình hợp nhãn. Hợp nhãn ví dụ như mình nhìn người đó mình thấy tương đối. Cái thứ hai cách nói chuyện cái tự nhiên mình thấy hợp á, thì được chứ quan trọng lớn nhỏ không quan trọng. Quan trọng quan trọng mà ví dụ như mà cô nào khoảng 30-35 mà cảm thấy mà phù hợp với anh cũng đồng ý luôn. Cũng đồng ý luôn nhưng mà mình thấy nó không có bằng cái ngang ngang tụi mình nhưng mà vẫn đồng ý chứ. Không, hợp lý là được. Dạ. Quá dễ. Quá dễ. Nếu mà ngang tuổi với chạng tuổi mình thì nó tốt hơn. Nhưng mà nếu mà không được vậy thì cũng chấp nhận luôn chứ nếu mà mình muốn như khuôn thì mình chỉ mình tạo khuôn với trong tự nhiên làm gì có khuôn khổ. Thế thì hồi chia tay bà xã giờ thì mình có tìm hiểu một vài chị nào chưa? Mình có tìm hỏi một bạn. Thì bạn đó cũng có tới đấy mình chơi, mình cũng có lên nhà bạn đó chơi. Nhưng mà chắc có lẽ có người thứ ba gì đó họ tác động vào cho nên là người ta từ chối. Rạn nứt, chia tay luôn. Thế mình lúc mình quen lâu chưa anh mới chia tay? Quen cũng chỉ khoảng nửa tháng vậy anh. Có người chọt gậy bánh xe. Thế mình đón vậy thôi. Nói chung là tình yêu nó chưa đủ lớn. Đủ lớn rồi thì có ai mà bỏ đại bác cái bánh xe cũng không ngăn được. Không sao, đúng rồi. Nên đây giờ mình phải cần tìm một người đủ lớn. Tình yêu đủ lớn, đủ chín mùi. Thế anh không thích cái điều gì ở người phù vợ tương lai của mình? Mình không thích cái nhất là một người mà coi đồng tiền là trên hết. Là mình không đồng ý. Cái thứ hai nữa là lúc nào cũng than thở. Hai dạng đó là mình đại kỵ nhất. Có nghĩa cái người than thở thì bây giờ anh trúng số tiền chất lên tới nóc nhà thì cũng than thở. Rồi cái người mà coi tiền trên hết á, thì anh thấy không cách nào sống được. Giờ tiền bao nhiêu bao cái coi tiền trên hết thì mình không sống được. Thế bây giờ anh ở nhà ăn mình rồi cơm nước rồi là anh nấu luôn hả? Dạ. Giỏi quá ha, bếp núp rồi anh nấu rồi ăn cơm rồi ngon không? Dạ cũng được. Anh sống một mình một nhà hả? Dạ. Giờ anh sống một mình một nhà. Dạ. Rồi nếu mà cô nào mà cưới cô nào về mà hợp tình hợp lý là về đó ở chung luôn là hợp lý luôn ha. Dạ. Sửa phòng chưa? Dạ. Sửa phòng cho nó trang trí đẹp chưa? Tháng là tháng nữa có cô nào hợp là đem về luôn. Thế anh mình nói chung thì những người mẫu người như anh thì nếu bên ngoài người ta nhìn vô người ta là sợ là anh hơi khó tính. Thì bây giờ mình chia sẻ một chút xíu mình có kỹ tính lắm không? Cũng mình cũng tương đối dễ chứ không kỹ. Chứ khó tính là nó khó sống lắm. Đúng vậy. Rồi thoải mái. Đúng rồi. Dễ dàng thì nó mới nhiều. Trước hết cái gì cái cứ về nhà phải vui vẻ thoải mái ra đúng không? Đúng rồi. Nó mới dễ. Nên là thôi các chị cũng yên tâm, anh không khó tính. Dạ. Không uống thuốc, không uống rượu. Dạ. Quá chuẩn. Hồi xưa mình cũng nghiện thuốc. Rồi mình bỏ.
Giờ bỏ luôn. À, rồi xong đó uống rượu, mình thấy mình đủ uống rượu, mình không biết ngon mà phải tốn tiền, mình phải hầu rượu cho người ta nữa. Cho nên mình thấy nó không có lợi gì, thôi tự động bỏ. Mà bỏ thì không biết nó làm sao, là ít nhiều. Bỏ là không uống giọt nào thì là bỏ. Chứ mình nói uống ít là bao nhiêu là ít, rồi bao nhiêu là nhiều. Cho nên là mình nói bỏ là bỏ luôn, để bạn bè nó biết mình là nó không có mời nữa. Chứ anh vô đám tiệc anh uống người này được thì anh phải uống người kia. Cho nên là à, nó tôi không uống rượu, không có dùng rượu được thì thôi người ta không mời nữa. Vậy là uống suối luôn. Dạ. Yeah. Không sao hết, tại vì rượu bia nó chỉ là những cái món xã giao thôi, nó không quyết định được cái cuộc sống của mình. Dạ. Rồi thế hôm nay anh lên chương trình nhá, để kết thúc chương trình thì anh có lời nào anh muốn nhắn gửi tới các chị các cô đang theo dõi video này không? Mình cũng không biết nhắn sao. Bây giờ nhắc lại một lần nữa là anh tên gì, bao nhiêu tuổi, đến từ đâu? Dạ, tên Cẩm anh, mình đến từ Tiền Giang. Anh Cẩm đến dạ. từ Tiền Giang, năm nay 49 tuổi. 59. À, 59 tuổi. Dạ. Đó, thì vượt qua một quãng đường cũng rất là xa xôi để tới Biên Hòa, Đồng Nai. Dạ. Thì cũng mệt anh hả, mệt không? Dạ. Thôi cũng cố. Đi xe hơi nó cũng không mệt lắm ha. Thì thôi cũng xin nhắn gửi tới các chị mà cảm thấy anh Cẩm phù hợp đúng theo cái tính cách, tâm tư, nguyện vọng mà mình muốn thì hãy liên hệ với anh em qua số điện thoại trên màn hình, anh em sẽ ghép nối trực tiếp tại Biên Hòa, Đồng Nai, chứ không có gọi điện xin số điện thoại, anh em sẽ không cung cấp bất cứ số điện thoại của nhân vật nào trong chương trình cho ai hết. Rồi trước khi kết thúc thì em cũng xin hỏi anh là anh có cam kết tất cả những điều anh nói là đúng và anh chịu trách nhiệm trước pháp luật với những lời nói của mình không? Dạ, cam kết. Rồi, thế anh có đồng ý cho anh nghe mọi người sử dụng hình ảnh của anh và video này để chia sẻ lên các nền tảng mạng xã hội và cam kết là không gỡ xuống, anh đồng ý không? Dạ, đồng ý. Rồi, cảm ơn anh. Thì dạ. tụi em cũng thay mặt anh em, cũng xin chúc anh luôn mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc và cái điều đặc biệt quan trọng là sớm tìm được một nửa yêu thương của mình. Dạ, cảm ơn. Anh em sẽ cố gắng thực hiện tốt hơn để giúp anh nhanh nhất có thể tìm kiếm một nửa yêu thương của mình anh nhé. Rồi, trước khi kết thúc chương trình thì cũng xin nhắn gửi đến toàn thể mọi người, nếu ai gặp khó khăn trong cuộc sống, nếu ai gặp chuyện bất bình trong xã hội, nếu ai muốn tìm kiếm vợ chồng bỏ đi, tìm kiếm con bỏ đi thì hãy liên hệ với anh em mình qua số điện thoại trên màn hình, anh em sẽ giúp đỡ toàn thể mọi người một cách nhiệt tình và miễn phí hoàn toàn, không có lấy một đồng nào anh ha. Rồi thế là mọi người nhớ đăng ký kênh và bấm vào chuông để đón xem những video lần sau một cách nhanh nhất và mới nhất. Đừng quên để lại những lời bình luận góp ý vào phía dưới video. Bây giờ xin cảm ơn và xin kính chào. Hy vọng lần thứ hai anh lên đây thì anh sẽ đón được một chị nào xinh đẹp đi về. Rồi bây giờ anh về Tiền Giang ha. Rồi chào anh. Rồi. Trời ơi, đẹp trai phong độ. Đó, đẹp trai phong độ không? Rồi anh về mạnh giỏi nhá. Rồi lên xe. Rồi anh trai đến từ Tiền Giang. Rồi chào anh. Rồi các chị nào thấy anh phù hợp thì hãy liên hệ với anh em sẽ kết nối. Rồi xin chào.